kính thưa quý anh chị em, thưa hội thánh, nếu quý vị hỏi tôi một sư Nguyễn Nhân Tâm là ai, thì xin thưa với hội thánh rằng ông là người con trai trưởng của một sư viện trưởng Nguyễn Anh Tài. Cảm ơn Chúa theo gước chân của bố để ra ngành hầu việc Chúa và như hội thánh thường nghe đó là Bivocational pastor, thì ông là một trong những trường hợp cũng có thể nói rằng trong một giáo hạt ông đang làm viện là vocational pastor có nghĩa là công việc ở ngoài và cũng đang hầu việc chúa à, công việc ở ngoài thì ông đang làm vice president cho cái hãng exe exi tức là một cái công ty chuyên về kiến trúc và kiến trúc sư bản vẽ vẽ rồi đó và cảm ơn chúa Chúa đã dùng được lớn lên và trong cái nền giáo dục tinh kính và rồi được chúa kêu gọi và ông hầu việc chúa với giữa vòng các bạn trẻ giữa giới trẻ ở trong giáo hạt là diễn giả để đi để nhiều nơi để huấn luyện gây dựng cho các bang thanh niên, các vùng thanh niên. Đầy tớ Chúa cũng đã từng giữ nhiều cái chức vụ khi còn độc thân cũng như thanh niên giữ nhiều chức vụ ở trong hậu thánh khác nhau ở tại hội thánh Lancaster và một trong những cái mục vụ mới nhất ông phục vụ đó là tại hội thánh ở tại hội thánh Lancaster Pennsylvania Church và trong cái mục vụ tiếng Anh thì ông phục vụ từ năm 2006 cho đến năm 2014. Hiện tại thì ông bà đã chuyển về tại Dallas, Texas và như đã nói thì ông đi nhiều nơi để giảng dạy và huấn luyện. Ông à, tốt nghiệp à, trường MDIP ở à Lancaster Bible College và ông cũng đang là giáo sư thỉnh giảng à, ở trong trường Thánh Kinh Thần học của Việt Nam của chúng ta. Uh, ông lập gia đình với bà và có bà uh, cô bà mục sư Diễm và có hai đứa con trai lớn và hai đứa con thì cũng đã uh, có cháu uh, có con thành ra bây giờ là uh, grandpa rồi <laughs> thành ra cảm ơn Chúa once again thank you Pastor come forward let's welcome mục sư giờ chúng ta cùng hoan nghênh này tới chứ cảm ơn yeah kính thưa một sư quan niệm kính thưa hội thánh đã um, cảm ơn ông sư và hội thánh cho tôi có dịp um, thờ phượng chúa với Hội thánh sáng nay tôi rất là vui mừng khi hội thánh mặc dầu um, um, thế hệ trước thế hệ sau uh, người lớn tuổi người trẻ tuổi người nói tiếng anh người nói tiếng việt có thể thờ phượng chung với nhau tôi biết đây là những cái thì uh, những cái cơ hội rất là quý báu và hội thánh có thể trong thân thầy của Chúa Jesus Christ thờ phượng chung với nhau và tôi có dịp đến với hội thánh sáng nay điều rất là đặc ân lớn cho tôi và cảm ơn hội thánh đã có lời mời. It is my privilege to uh, to come here and to share the gospel to you, to the church and to the congregation. And uh, thank you to uh, allow me, give me the opportunity to, uh, to see you to worship as a whole, all and the young, and to worship God. And then this morning, thank you. And good morning, youth. It's good to see you. À, xin chào các bạn, các em. Many of you look familiar faces from camp, so it's great to yeah. see you. Khuôn mặt của tôi là khuôn mặt rất là quen thuộc với các bạn, phải không? So uh, it's great to worship with you and the entire church this morning. Thật là vui để được cùng thờ phượng Chúa với quý vị và các bạn. I want us to look at a story in the Bible that uh, many of you are familiar with. Tôi muốn uh, đi vào thẳng vào vấn đề cái câu chuyện uh, kinh thánh mà chúng ta rất là quen thuộc. So I'll give some commentary, some explanation as we go. Cho tôi được phép chia sẻ một vài cái nhận định của tôi về phần đoạn kinh thánh này trước khi chúng ta đi vào sâu hơn. But I want to two big ideas that I want you to uh, realize before we, we leave this morning. Uh, Có hai điều mà tôi muốn nhấn mạnh để để lại cho quý vị chúng ta cùng nhau suy nghĩ trong buổi sáng hôm nay. And if you listen to um, um, Kathy, was it who read the passage Uh, Kim. Kim, Kimberly, right, when she read the passage to us. So Genesis 25. And uh, I'll read again in verse 19. This, this is the account of the family, the line of Abraham's son Isaac. Abraham became the father of Isaac, and Isaac was forty years old when he remarried when he married Rebekah, daughter of Bethuel, the Aramean from Padan Aram, and sister of Laban the Aramean. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because he was childless. The Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. The babies jostled each other and said, Why has this happened to me? So they went to inquire of the Lord. And the two nations were in your womb. Isaac, Abraham vì thì cưới Rebecca con gái của Betuen và em gái của Laban đều là dân Aram ở tại xứ Phadan Aram Isaac cầu khẩn Đức Giê-va cho uh, cho vợ mình thì nàng vì nàng son sẻ Đức Giê-va cảm động lời cầu nguyện đó nên cho Rebecca thọ thai nhưng vì thai đôi làm cho bụng đau đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng nếu quả thật vậy cớ sao điều này xảy đến làm chi Đoạn nàng đi hỏi Đức Giêsu và Đức Giêsu và phán rằng hai nước hiện ở trong bụng ngươi. Let's stop right there. <cười> <cười> Two, I go for the Two nations are in your womb. Two nations are in your womb. Hai nước đang ở trong lòng của của Rebecca. Now, if a person that was not biblical or Christian of the outside world may say it differently. Và cái nhìn quan điểm khác trong cái hoàn cảnh này thì có thể nhìn cái nhìn khác And they may say instead of two nations in one womb. They may say two products of conception, mm. two substances or two undeveloped muscle tissue. Cũng có thể một cái nhìn khác cũng có thể nói rằng là thay vì mình nói hai nước như đã kinh thánh nói thì cũng có thể nói là hai cái tế bào, hai cái uh, thai nhi vân vân. But no, scripture says two nations. Nhưng mà kinh thánh nói rất rõ ràng đó là hai nước ở trong lòng người. So by the way, what are nations comprised of? Và hai nước đó là gì? its people are they not người nữa two nations were fetuses or full humans two fully formed children were in her womb hai người ở trong con trong lòng của Rebekah và sẽ trở thành hai dân tộc hai hai nước so this is the argument that we hear sometimes today when does life actually begin và từ cái câu hỏi đó thì người ta sẽ hỏi rằng khi nào thì cái tế bào trong lòng người nữ sẽ trở nên một một hài nhi but scriptures confirms that the next sentence when it says two peoples from within you will be separated you know i don't know how we as christians can be prepared if we're not understanding fully scriptures Tôi không hiểu rằng tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào làm thế nào để mình có thể hiểu được toàn vẹn cái phân đoạn kinh thánh cái ý nữa sự dạy dỗ tại đây. Because one day God will look upon us and said I gave you a responsibility. Là Chúa sẽ nói rằng ta ban cho ngươi có cái trách nhiệm trong cái vấn đề này. Responsibility to develop, nurture and raise millions and millions of souls that come from the mother's wombs chúa ban cho cả thế giới này để có những cái đứa trẻ những cái hài nhi để được được nuôi dưỡng được lớn lên. They may be doctors and scientists and engineers and pastors and missionaries. Chính những đứa nhỏ này không phải biết được có thể đó là những nó sẽ trở nên những bác sĩ, những y khoa, những nhà uh, khoa học gia vân vân, mục sư vân vân. But do you realize here in the United States over 4 million babies are aborted per year. Nhưng mà quý vị có biết không là cái nước Mỹ mà chúng ta đang sống đó mỗi năm có bao nhiêu 4 triệu 4 uh, triệu no bao nhiêu chứ 4 triệu 4 triệu uh, uh, pha, pha thai pha thai 4 triệu pha thai I don't know about you but when God comes before us and asks that question I tremble at how we respond Khi tôi nghe đến điều đó thì phải nói là một cái sự nhức nhối trong lòng Friends I encourage you especially young friends do not get caught up in this argument quý vị ơi, các bạn ơi, những người trẻ ơi, xin đừng để mình vướng vào trong vấn đề uh, gọi là biện luận về vấn đề phá thai này. Thai nhi được bắt đầu trong lòng của người nữ. The Bible continues, when the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb, verse 25, They first came out was red, and the whole body was like a hairy garment. So they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel, so he was named Jacob. Isaac was 60 years old. Rebecca gave birth to them. Uh, đến ngày nàng sanh nở, câu 24, này tha hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra, đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một cái áo tơi lông đặt tên là Esau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm gót lấy Esau nên đặt tên là Jacob. Khi hai đứa con này thì Isaac đã được 60 tuổi khi sanh hai đứa con này. Verse 27. The boys grew up and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. Isaac, who had a taste of wild well game, loved Esau, while Rebecca loved Jacob. Khi hai đứa trẻ này lớn lên thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường dông rủi nơi đồng ruộng, còn Jacob là người hiền lành, cứ ở lại trại. Isaac yêu sao vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. As Mushita uh, I mentioned earlier, I have a wife and two sons. Uh, như quý vị đã nghe thì ông mục sư có nói rằng chúng tôi đã lập gia đình và có hai đứa con trai. And we have, uh, uh, they're both married and we have two grandchildren and uh, it's an incredible blessing. Và chúng tôi có, uh, cả hai đứa con trai đều lập gia đình và chúng tôi đã có những đứa cháu rất là dễ thương. So I'm a father and a grandfather. Tôi là người cha và tôi cũng đã là ông nội. And some people ask me, sao you know, how does it feel to be a grandfather? Có người hỏi rằng, ôi như vậy thì cái cảm giác, cái cảm xúc làm ông ngoại, ông nội như thế nào? And some people think I'm ashamed because that means I'm old. Có người nói rằng tôi bây giờ già rồi. But no, I I love it. Nhưng mà tôi rất là vui, rất là thích. So we uh, for a while took care of our granddaughter Taylor. Tôi quan tâm đến đứa cháu cháu nội của tôi. And it reminded me when we raised our our two young sons when they were younger. chính những lúc mà mình chăm cháu như vậy thì mình lại nhớ những cái hình ảnh lúc mình đang chăm sóc và nuôi cho những đứa con mình nó lớn lên. And I remember as parents, we had to do pour all of our effort, all of our energy, all of our work was focused and poured into them. Và tôi nhớ rất rõ rằng khi mình nuôi con thì mình sẽ dồn hết cả tâm trí, sức lực uh, khả năng của mình để mà nuôi dưỡng cho đứa nhỏ nó được lớn lên. We to care and worry and concern, put all our effort to bathe them, to clean them, to make sure their diapers were changed, give them food, always thinking about what's the next thing to feed, bathe and put them to sleep. Khi chăm sóc một đứa nhỏ thì phải quan tâm, phải lo lắng, phải chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ, thai tả và xong rồi còn phải sẽ tới tục lo cho nó những ngày tháng sắp tới nữa. Constant care, constant concern, constant worry our children. Một đời sống của phụ huynh tiếp tục để lo tưởng, chăm sóc và quan tâm đến con mình liên tục. Not just for them then, but then as they grow older and obviously for their future. những trong thời điểm đó mà tiếp tục những ngày tháng sắp tới nữa. I'm sure all parents here can relate and understand. Tôi tin chắc rằng quý vị là phụ huynh, quý vị đã hiểu được điều đó. this is the thing. Now that I have grandchildren, và bây giờ tôi đã có cháu nội, and we play with them and take care of them. Tôi, chúng tôi chơi với nó và quan tâm đến nó. I don't have that same concern or worry as before. Tôi sẽ không có cái lo lắng của tôi không giống như những lần trước. All I do is I enjoy them. Tôi chỉ tới vui chơi với cháu mà thôi. Yeah, enjoy. Tiếng Việt là ăn rồi phải không? Enjoy. I just enjoy, right? <laughs> so we enjoy them because you know why? Chúng tôi <laughs> phải vui với cháu nhưng mà các vị có biết tại sao không? because we know the constant care and worry for them day to day is now the responsibility of their parents. Bởi vì có cái trách nhiệm để lo cho nuôi chăm sóc và lo từng chút một đó là thuộc cha mẹ nó chứ không phải về mình là ông bà nội. The burden of care is placed on them. The burden of spoiling now is on us. Cái gánh nặng để chăm sóc con là của cha mẹ nó còn bây giờ trách nhiệm của mình của ông bà là mình chỉ cái gì đó Poise poise là 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 cưng, làm, cưng yeah, là cưng chiều right, nó làm cho nó hư đó. So wh where does that come from? Để nó đến từ đâu vậy cái sự cưng chiều đó từ đâu vậy? Where does this enjoyment come from? Cái niềm vui mừng ở đó đến từ đâu? I believe it comes from our heavenly Father. Đến từ Đức Chúa Trời. God, when we hear the image of God, our Father in heaven, what do you think? What do you see? Khi chúng ta tới, chúng ta nói cho điều đó đến từ Chúa và Chúa đến Chúa thấy gì, như thấy như thế nào? I truly believe our God cares for us. Tôi tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời quan tâm và chăm sóc. He enjoys us. Chúa thương quý chúng ta. Only under one condition. Với một điều kiện. He knows that each of us have now been Ngài quan tâm một điều đó là vì có chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu và núp mình trong dòng huyết và tin Chúa Giêsu Christ. Friends, when you accept Jesus as your personal Savior, you have eternal life and salvation through Christ on the cross. Thưa quý vị và các bạn, khi mình đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, thì mình sẽ có được sự sống đời đời như điều Chúa đã hứa. Now our Heavenly Father just enjoys fellowship with you. Và Đức Chúa Trời rất là thưa, vui thỏa khi được ngắm nhìn chúng ta. He enjoys when we come to worship Him. Ngài vui thỏa khi Ngài thấy chúng ta thờ phượng Ngài. He enjoys when we see that we have a relationship with him through prayer. Ngài thỏa là ngài vui thỏa khi ngài thấy chúng ta có bước vào cái mối liên hệ của mình với Chúa. He enjoys when he sees each of us every day become more like Jesus. Và Chúa lại càng vui thỏa hơn nữa khi thấy chúng ta mỗi một người, mỗi một ngày càng giống Chúa Giêsu Christ. My prayer is that you have an enjoyment with your relationship with our heavenly Father. Sự cầu nguyện của chúng ta phải bước vào ở trong sự thỏa lòng, vui thỏa với Chúa. Let's continue back to the story. Trở lại cái câu chuyện. When God says to Rebecca that two nations are in her womb, khi Chúa nói rằng là hai đất nước ở trong lòng ngươi. God is already placing a course of history for them and their family and their descendants. Chúa đã định sẵn, Chúa đã định sẵn hậu tự ở trong dòng dõi của Isaac trong dòng bà bài Rebecca. So when these two infant boys are in her womb, she is told of their eternal and future destiny. Đó là cái định mà Chúa, uh, cái đó là cái 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 mục đích mà Chúa đã định sẵn trong dòng dõi của Isaac. Even though she or parents think they can change that history, rằng uh, Isaac và Rebekah nghĩ rằng họ có thể thay đổi được but God works according to his time and his plan. Nhưng mà Chúa đã định trong cái thời điểm và cái thời gian của Chúa. But we see there's two differences in these boys, don't we? Mà chúng ta thấy rõ sự hai sự khác biệt của của hai đứa nhỏ này phải không? One is a hunter, a killer of game, the outdoor type. Sự khác biệt lớn giữa hai đứa nhỏ này Esau là một đứa mà thích săn bắn, thích giết, thích bắn The other Jacob is more pensive, more sensitive, enjoys staying home with his mother. Trong khi đó thì Jacob thì lại rất là mềm mại, uh, yên lặng ở với mẹ mình. So we see that the father is very proud of Esau. Ông Isaac ông hãnh diện về về Esau lắm. But the mother who is sensitive loves her son Jacob. Trong khi đó thì bà Rebekah lại thương uh, Jacob church we as humans come as prepackaged units we cannot be divided or separated or disassembled into separate pieces quý vị ơi khi chúng ta bước vào chúng ta dường như cuộc đời mình đã được định đóng một cái gói Chúa đã đóng sẵn rồi định sẵn rồi that is the very meaning of the word individual cá nhân mỗi một mỗi một 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 riêng thể một cá biệt một sự cá biệt we cannot be separated divided or distributed mỗi chúng ta là một cá thể cá biệt đó không thể nào chia ra được phân ra rẻ ra được We come as composites or total that unique from the way God has formed us in our mother's world. Đó là một sự phối hợp hài hòa mà Chúa đã định trong mỗi cá thể của chúng ta, không thể chia rẽ được. So like to just remind us as a church. Cho cho tôi được xin nhắc nhở quý, quý tín hữu. Even though our church we have differences. Nếu trong hội thánh chúng ta thì có chúng ta có nhiều sự khác biệt. those who are younger and older. Người lớn, người trẻ. Some were born in Vietnam, some born in America. Người sanh ở Mỹ, người sanh ở Việt Nam. Maybe the culture is more American as opposed to the culture of Vietnamese. Sự khác biệt về cái văn hóa Việt Nam, văn hóa của Mỹ. And some of us speak English and speak Vietnamese. Có những người thì nói tiếng Anh, có những người thì nói tiếng Việt. Those are the differences that God has created. Đó là những đơn cử những cái sự khác biệt. But trong in Thánh. totality, we are still together because why? Nhưng mà trong chung quy tất cả chúng ta cũng chỉ là một. Có biết biết tại sao không? Because we, through the blood of Jesus Christ, vì cớ chúng ta núp mình trong dòng huyết của Chúa Giêsu và chúng ta là một ở trong Ngài. So I pray for you. Tôi cầu nguyện for the church here in Houston. Cho thánh quý vị tại đây. But also the church as a whole in America, the Vietnamese church. Cho cả tất cả các giáo hạt, các hội thánh trong giáo hạt. Struggle through these differences and changes. Và các hội thánh thường bị gặp những cái sự trở ngại ở trong những điều như đã vừa nói. Remember, we're still the one body of Christ. Cho dù gặp sự khó khăn, sự khác biệt ở trong Hậu thánh, nhưng chúng ta vẫn là Chúng ta phải khác biệt hơn ở thế giới bên ngoài. Because we have Jesus Christ. Bởi vì chúng ta là con cái Chúa. F. W. Borum lived in the 1800s, and he's one of the greatest Christian essayists, he wrote this poem. Ông W. ông viết một cái bài tiểu luận như thế này. And uh, this, the poem is called The Sword of Solomon. And, and let me read to you uh, what it's, he says. There's a sense in which two and two are four, the plane of ledgers and cash books in which these propositions are approximately sound. But if you rise from that plane, okay, that you will find once that they are untenable. is obviously untrue that a half a baby and half a baby make a baby let the sword do its deadly work the two halves of a baby make no baby at all mm. when the plane of human sentiment and experience the laws of mathematics collapse completely in the greatest crisis of life one's faith in figures breaks down helplessly and hopelessly mm. nhà văn ông Bonham ông viết một cái nhà, cái, cái cái bài tiểu luận đó về cái thanh gươm của vua Salomon thì là tạm dịch như thế này tức là sau khi một thành sau khi thành gươm đã làm công việc của nó thanh gươm đã làm công việc của nó không có cái cách nào nửa đứa bé và nửa đứa bé thể cộng lại thành một đứa bé trẻ là làm đâu rồi đó trong trường diện trong một cái phương diện cao cấp hơn trong cái tình cảm kinh nghiệm của con người khác thì những cái điều khác về luật về toán học về khoa học nó sẽ sụp đổ hoàn toàn Facts and figures break down hopelessly. Như đã nói thì có cái con số, cái thống kê nó sẽ làm cho chúng ta bị thất vọng lắm. What Cái con số nó không thể nào nói lên được tất cả những cái tình cảm để chứa đựng đến với một người cho một người. My life has been fully enriched that can never be fully expressed by just numbers. Cuộc đời của tôi không thể nào được diễn tả bằng con số để nó bày tỏ tất cả những cái gì của tôi và con người của tôi được. Church, forgiving someone you love is easy, is it not? Quý vị ơi, có phải là mình 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 thương người nào đó thì mình tha thứ cho người đó dễ lắm, có phải vậy không? Sacrificing for someone you love is easy, is it not? mình hy sinh những cái người mà mình thương đó mình mình tặng hiến cho những người mình thương nó có phải dễ lắm phải có phải vậy không? Submitting to someone you love is easy, correct? Hay là thậm chí ngay cả khi mình vâng phục những người mà mình thương đó, nó cũng dễ nữa có phải vậy không? Friends in the crisis of life, facts and figures break down hopelessly. Nhưng mà thưa quý vị, trong những biến cố trong cuộc đời thì những cái con số, những cái thống kê đó nó sẽ làm cho chúng ta thất vọng nhiều lắm. As you know, we live in a world today of technology. Như quý vị đã biết chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà nó văn minh lắm. We want everything to add up Properly. Chúng ta muốn gì nó phải cộng thêm, cộng thêm. It has to tally up and account and make sense. Numbers add and mm. everything comes up and balances out. That's the world we live in. Xã hội mà chúng ta đang sống đòi hỏi phải có thêm, phải có sự chính xác, phải có sự chuẩn mực trong cuộc sống nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. But friends, again, in the crisis of life, facts and figures break down hopelessly. Tôi có thể nói với quý vị trong khi những cái khủng hoảng trong cuộc đời của mỗi người đó thì những cái con số, những cái thống kê đó nó sẽ làm cho chúng ta tuyệt vọng dữ lắm. So let me give you an example. Cho phép tôi ví dụ một cái một ví dụ. Mothers understand this principle maybe better than men. À có thể người nữ sẽ hiểu được cái điều tôi sẽ nói hơn là quý ông. When you love a child or your family, you love completely, do you not? Khi một người mẹ thương con mình thương mình thương mình thương tất cả cho mình, mình không có giữ lại, có phải vậy không? We don't hold back because based on a portion of love gives to one or the other. Mình thương là mình đem tròn vẹn mình thương chứ không phải mình thương hơn nữa giữ lại phần nữa, mình thương hay không phải. We love everyone completely. Chúng ta thương trọn vẹn. We need to understand that in our relationship with God, every love is completely whole. It does not mean we distribute it separately. Chúng ta khi chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta tình thương nó cũng phải cần được thể hiện như vậy, không thể nào chia rẽ ra được. So back to the story. Trở lại câu chuyện này. Parents of Esau and Jacob made a very big mistake. Esau Uh, đã trở lại câu chuyện này thì chúng ta làm một cái việc rất là sai lầm. They with their Isaac đã 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 thiên vị đứa con lớn là Isaac. And loved Jacob. Và hẳn nhiên là uh, Rebecca người mẹ lại thương Jacob. psychology same for all of us. Đó là một phần thống kê chúng ta thấy tâm lý học đã cho chúng ta biết được con người của mình là như vậy đó. And that is this, the greatest longing for humans is to be accepted. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng, cái điều khao khát của một con người đó là mình mong muốn được người khác chấp nhận mình. And the greatest pain is to be rejected. Và một cái sự đau đớn của con người đó là khi bị từ chối. I'll repeat, the greatest longing of people is to be accepted and the greatest pain is to be rejected. Cho dù cho phép tôi được lặp lại là cho dù bất cứ ai một cái khao khát mong muốn lớn nhất đó là mình muốn được khác nhận tiếp nhận mình và cái nỗi đau đớn nhất đó là khi người khác từ chối mình. Isn't that true? Có phải vậy không? I work with youth all my life tôi đã làm việc với thanh niên cho nên tôi thấy được điều đó. Khi đi trại, về những buổi huấn luyện với các bạn trẻ với chia từng nhóm nhỏ tôi đã nói chuyện tôi đã chia sẻ chúng tôi trao đổi và chúng tôi thấy được điều. And đó. When I hear the voices of youth, Và tôi đã lắng nghe các em các bạn. The their pain is when và cái điều đau đớn nhất các bạn là khi hậu thánh từ chối các bạn. Và cái điều đó nó cũng giống như chúng ta, có phải vậy không quý vị? When you come to the place of being accepted, It's not just being accepted for what you do It's not being accepted for what you've accomplished.: Không phải chất cái thành quả của mình. It's not being accepted for the way you look.: It's not being accepted for the materialism or your degree or how much money you make or your job. họ mình được tiếp nhận không phải vì có bao nhiêu tiền mình làm bao nhiêu tiền mình có và cái công việc của mình to be truly accepted you want to be accepted by your intrinsic value in other words what your self worth is phải được mình được tiếp nhận khi người đó tiếp nhận mình là mình chính mình là ai mình thế nào là chính thật sự là con người của mình your self worth is what you want to be accepted cái chính con người của mình đáng giá như thế so let me challenge the youth here cho tôi phép tôi được khích lệ các bạn trẻ. your worth is not defined by the government cái giá trị của các bạn không phải được định nghĩa bởi định giá bởi chính quyền. Don't look to the government politicians to say you are a certain person to be valued. Các bạn trẻ đừng để cho chính phủ định giá các bạn là phải làm cái này như thế nào. Don't say because you have a birth certificate or social security number or a certain gender or a certain uh, religion or a certain sex to say that you are of a value. Đừng để người ta định giá mình cái giá trị của mình và cái tính ngưỡng của mình về cái thành quả của mình về cái tiền hưu ký của mình vân vân đừng để người ta định giá mình bằng cách đó. Not by that worth because God has made you in the image of God. Chúng ta hãy để cho Chúa nhìn chúng ta vì có chúng ta có ảnh tượng của Đức Chúa Trời. And my prayer to you is that you are of value because God created you and he loves you. Quý vị và các bạn có giá trị bởi vì có Chúa dựng nên chúng ta và chúng ta là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Think of all the arguments and disagreements and all the divisions that we have in this world. Quý vị hãy thử suy tưởng tượng, suy nghĩ tất cả những cái <laughs> sự thay đổi cái sự debate gọi là gì đó chia rẽ với nhau về tất cả những cái thứ đó nó không nó không hẳn If we understand this principle. Nếu chúng ta hiểu được cái cái nguyên lý này. If we understand that we all have been made by the which is the image of God. Chúng ta hiểu chúng ta là có hình ảnh ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Back to the story, their parents had taught their children through deception. Trở lại cái câu chuyện này chúng ta thấy cha mẹ Isaac Và đã dạy họ cái câu lừa dối này. And you know the story. I'll say, I'll summarize it quickly. Cho phép tôi được nhanh cho quý vị. Isaac uh, was old, and he wanted a final meal before he gave his final blessing. And his wife Rebecca hears this and sends the older son Isaac to go hunt and tells the younger son, whom she loved, you know, to to get young goats and put a uh, prepare a meal. And she tricks Isaac to giving that final blessing to Jacob. Trong cái câu Isaac, Isaac và Rebecca đã dạy cho con mình cái lừa dối Isaac thì thích ăn thịt rừng Mà trong cái đó Esau thì là tai Cái lông chân trong tai nhiều cho nên Rebecca đã làm gì? Biểu Jacob đi làm và rồi uh, Lấy cái da của con thú bọc vào Để cho Isaac tưởng rằng là Esau And Isaac is, is, tricked So he gives a final blessing To, to Jacob thinking he's giving it to his brother Esau Và vì cớ uh, Isaac đã bị mù làng mắt Rồi không có thấy được cho nên khi sờ thì tưởng Tưởng, uh, tưởng đó là Esau và rồi là chúc phước cho Esau So friends, she taught him to do this deception and my friends, through that it gives us lasting imprint for, 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 his, uh, for children more than you can imagine. Quý vị ơi, bà Rebecca đã làm một việc sai lầm đó là dạy con mình lừa dối và điều đó đã ảnh hưởng trong đời sống. Friends, quý vị, church, ơi, parents, thánh, quý vị phụ huynh. What we do especially in front of our children, những makes điều a difference. mà chúng ta làm trước mặt con cái của mình nó sẽ thay đổi We need to be very careful. Chúng ta phải rất là thận trọng, cẩn thận. So I say to this to you to this to you in love. Tôi xin phép để tôi được chia sẻ với quý vị trong bằng cái tình yêu thương. Parents, quý vị phụ huynh. When you gossip, when you criticize, when you speak bad of others in the church. Quý vị phụ huynh, cho phép tôi được nói bằng cái tình yêu thương trong khi quý vị nói xấu, nói những điều sai về người khác trong hội thánh. And you talk about that about your pastor and your leaders and your people in church and when you're saying that even though you speak in Vietnamese cho dù quý vị bằng nói bằng tiếng tiếng Việt con cái mình nó nghe không hiểu mình nói xấu về mục sư về ban chấp hành về người này người khác mặc dù mình nói bằng tiếng tiếng Việt you say that in your kitchen or your home and you think they're not listening your children are listening mình nói trong nói xấu đó trong nhà bếp ở tại nhà mình nhưng mà con cái mình nó nghe And when they hear that, you're giving them a sense, an imprint that is not good and healthy for them in the future. The Và chúng ta đã để lại cái gương xấu trong con cái mình trong vấn đề đó. So my prayer to you cho lời cầu nguyện của tôi là is please don't be the generation that continues these faults and failures that passed on to our younger generation. Quý vị ơi, đừng, xin đừng, đừng làm cái, một cái thế hệ để mà uh, nói xấu cái thế hệ thứ nhất để ảnh hưởng đến con cái của mình. Because they listen. Bởi vì con cái mình nó nghe mình. They notice. Họ nó biết, chúng nó biết. And it affects them. Và ảnh hưởng đời sống của tụi nó. We want them to be the future of the church. Chúng tôi chúng ta muốn các thế hệ trẻ nó là thành phần trong We Họ want thánh them này. to love our church. Chúng ta muốn các con em của mình nó thương hậu thánh, quý mến hậu chúng thánh. want them to be here with us in our Chúng church. ta muốn các con em mình nó tại đây với hậu, chúng 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 ta. And it starts at home. Bắt đầu phải tự nhà trước quý vị. And that is our responsibility. Và đó là trách nhiệm của chúng ta là phụ huynh. So these are the two points I want us to share, and I'll emphasize them very quickly.: The story continues. Esau finds out that Jacob what did do him, and he is furious, and he says to himself, "The day is mourning for my father and near, and I will kill my brother Jacob." Rebecca gets wind of Esau's attention, and she tells Jacob to, re to flee and to run. Và câu chuyện nó nghe thì khi mà mà Rebekah người mẹ nghe được nó biểu hay sao bây giờ thôi bao giờ con chạy trốn đi. Because of, chạy the, đi. Because of the deception by Jacob, we now know that he's constantly on the run. Và lý do tại sao Jacob phải chạy bỏ chạy là bởi vì cớ sự lừa dối của ông. He's running from his lie, he's running from deception, he's running from his brother. Ông phải chạy để bỏ mạng sống của mình, ông phải chạy để tránh khỏi cái sự đuổi giết của anh mình. So Jacob is on the run, he's running, he's running, he's running, he runs all the way to a land called Haran và ông cứ chạy tiếp tục chạy tiếp tục chạy chạy cho tới khi gặp tới cái đất của cái làng cái đàn cái, nơi của cậu mình. And he, he stops for the night, he sets down on a stone and uses the stone as a pillow and while he sleeps God speaks to him in a dream. Ông chạy tới một chỗ gọi là BT nó thì tại chỗ đó ông ngủ đêm ở tại đó. And as we see that during that dream it is actually God who is speaking to him. Và trong cái giấc mơ đó, trong cái tại BT đó thì là Chúa đã đến với ông, đã tỏ cho ông. And what does God say to him while he's in that dream? và Chúa đã nói gì với ông trong giấc mơ đó. He continues to think this is the place where he can run away from God. Và ông nghĩ ông có thể tiếp tục chạy để tránh khỏi Chúa. But what he doesn't realize in that dream God is speaking to him. Nhưng mà ông không biết rằng trong giấc mơ đó Chúa đã phán. God was speaking to him right there at that moment. Và Chúa đã nói trực tiếp với ông trong cái lúc thời điểm đó. And because of that realization, he sets a, he sets that stone and he builds an altar. Ông được gặp Chúa tại đó, Chúa đáng sau đó và ông đã xây một cái bàn thờ ở tại đó. So friends, đã. he was born to run, but when we run, God is always there with us. Quý vị ơi, khi mà mình chạy hãy để rằng trong trường hợp này Chúa đã đến. And that is God always wants us to have a communion with him. Và trong những lúc mình chạy như vậy, mình bỏ chạy như vậy thì Chúa vẫn đến với mình theo dõi mình và muốn cái liên hệ với mình. Friends, when things go wrong, Thưa quý vị, khi chúng ta gặp những điều khó khăn, sai đặc, we feel like everything is against us chúng ta cảm giác dường như, như tất cả mọi người đều lừa bỏ mình tất cả những người đã chống mình our first instinct or inclination is we want to run và cái điều đầu tiên chúng ta suy nghĩ là bỏ cuộc bỏ chạy but God still wants to have a communion with you nhưng mà Chúa vẫn muốn chúng ta có một mối liên hệ với Ngài you know again I work with youth a lot tôi đã làm việc với các bạn nhiều and when they share with us the things that they do wrong và các bạn trẻ đã chia sẻ với tôi những điều mà các bạn đã làm sai they have committed sin họ đã phạm tội they have gone against God's word họ đã phạm đi ngược lại với đường lời của Chúa. Disobey parents and the the scriptures and against God. Không nghe lời cha mẹ, đi ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. What's the first thing they do? Điều đầu tiên họ làm là gì? They run away from the church. Là các bạn bỏ chạy, chạy ra khỏi nhà thờ. They leave the church. Họ bỏ nhà thờ, họ rời hội thánh. My challenge to you is that yeah. the, even though you run from the church. Uh -huh. cho phép tôi kêu gọi các bạn, tôi thách thức các bạn, even mình, cho dù các bạn rời khỏi hội thánh, chạy bỏ hội thánh. God is still wanting to have a communion with you. Thì Chúa vẫn muốn có mối liên hệ với các bạn. No matter where you're at in your running, you could be at college, you could be at work, you could be at your friend's house, you could flee home, God still seeks you to have communion with you. Cho dù các bạn bỏ chạy đi đâu, bỏ chạy tới nhà, đi trường học, hay đến thành phố khác, hay tới nhà người bạn vân vân, thì Chúa vẫn muốn có mối liên hệ với các bạn. Because God is right there with you. Even though Satan is trying to find ways to make you run from God, God wants to continue to you to have a relationship with him. Mặc dù Sa Satan thì muốn các bạn chạy xa hơn, bỏ Chúa xa hơn nhưng mà không, Chúa vẫn muốn đi lại gần các bạn, liên hệ với các bạn. The second point is this. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Is bạn. that we even though we're born to run, we brought, we run to have a reconciliation with our brother. Mặc dù chúng ta bỏ chạy nhưng mà trong trường hợp này gia có thì mình phải chạy mình phải phải làm thế nào? trong cái chỗ bỏ chạy đó phải có mối uh, hòa giải với anh của mình. So the Genesis story continues and I'll summarize this. Jacob meets Laban, his eventual father-in-law, and then the story goes through a series of events where he marries Rachel, they have children, his flocks increase and he gets in a disagreement with his father-in-law Laban. Và hẳn nhiên câu chuyện tiếp theo trong những sáng thế ký những đoạn tiếp theo chúng ta thấy ông bỏ chạy và ông ông chạy đến nhà của cậu mình là La Ban ở tại đó, ông đang ở đó và rồi ông lập gia đình với lại uh, cô ra trên và có có những đứa con. And Jacob flees and he's on the run again because of that. Sao lại thế? Uh, uh, he because of that he be, he's on the run again. He okay. continues to run. Và ông rồi cuộc sống của ông vẫn tiếp tục bỏ chạy, chạy. And then Laban pursues him and seeks him and they eventually make peace. Và khi mà ông bỏ chạy, ông lấy vợ rồi bắt đầu ông, ông bỏ chạy đi thì La ban đuổi theo. Và khi La ban đuổi theo thì bắt đầu ông phải tìm cái cách không chạy nữa bây giờ phải làm hòa lại. And then in chapter 32 before they are scheduled to meet, he sends messengers uh because he's going to have a chance to meet with his brother Esau. Và trong khi chạy làm hòa đó, vị tiếp tục chạy nữa thì bây giờ là phải làm cái cách nào để hòa giải, làm hòa lại với anh của mình. So the Bible tells us about this incredible uh encounter with his brother. Và thế nào câu chuyện kinh thánh cho chúng ta biết ông đã làm một cái sự hòa giải, làm hòa lại với anh mình rất là dễ thương. Rất đáng thương, rất dễ thương. And we see the scene that before he meets with his brother, he sends some messengers to give him gifts. Bằng cái cách ông muốn hào giải với anh mình, cách ông gửi những cái sứ giả tới đi từng đợt từng đợt để, để làm hòa với anh mình. So in the Middle East, it's very common to give gifts to someone that we're about to meet ở bên Trung Đông thì đó là một cái phong tục rất là quen thuộc là để mình gửi những cái món quà trước khi mình gặp những người nào đó. Và có thể ông cho những cái món quà đó về cơ ông ông sợ rằng sẽ gặp lại anh của mình nên ông cho những cái món quà đó. You, you Nhưng meet. mà tôi tin rằng cái trong trường hợp mà Esa, Esa, Jacob đã tặng những cái món quà cho Isaac đó trong cái phong tục của họ là khi trước khi gặp mình tặng những cái món quà đó you know uh since i came to ministry and be, and became a pastor tôi bước vào trong chức vụ và chúng tôi trở thành một mục sư um i learned from my parents who were pastors when i was young that whenever they would go visit people that uh, we would always come along tôi đã quan sát ở chức vụ của ba chúng ba má chúng tôi và chúng tôi mỗi lần chúng tôi được đi cùng chúng tôi quan sát so as they would go visitation especially with the elderly uh nhất là trong những lần ba má chúng tôi đi thăm những người lớn tuổi they would always make sure we'd stop somewhere and buy a gift um. And they would, it'd be, you know, fruit or tea or mm. some cookies or something, but they always wanted to have some gift to give, especially to the, để And it was something that always in my mind and, 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 and it taught me that yes, the, the, probably the, the, the people who we would met don't need it, but it was a gift. It was a, it was a gesture of respect. và tôi quan sát những điều đó và tôi thấy rằng có thể là cái người mà họ nhận họ không cần thiệt nhưng mà đây là cái tấm lòng một cái món quà để để tặng So now as I am, as I'm a pastor many people give me gifts which I, I don't I wish they wouldn't but I understand why. <laughs> uh -huh. Và bây giờ có những người họ tới họ thăm tôi họ cũng có những món quà. Tôi nghĩ là tôi tôi ước ao rằng họ không cần tặng tôi quà nhưng mà giờ tôi muốn hiểu là tại sao họ tới tặng quà. So I, I, was, I had a Sunday school class and the, the, the youth there uh, there was one girl. À, uh, tôi dạy trường chủ nhật và có một trong đó có một em nữ. And every Christmas she would give me a gift. Và mỗi Giáng sinh thì uh, em đã tặng quà cho tôi. And it was a box of tangerines. Và một cái hộp. Quýt. Tangerines. Trái quýt. À, trái quýt. à mua và tặng trái quýt. It was simple. Mặc dù nó đơn giản lắm. But I always remember she always gave it to me. Nhưng mà cổ luôn luôn tặng. And I remember her to this day. Và tôi vẫn còn nhớ tới bây giờ. So now I want to challenge the youth. Bây giờ tôi xin khích lệ các bạn trẻ. And I say this with love. Và bằng cả tấm lòng yêu thương của tôi. You have grown up because your parents love you very much. Phụ, cha mẹ của các bạn thương các bạn rất là nhiều. Some of your parents have come from Vietnam many years ago and, and now are very successful. Ba mẹ các bạn đến từ Việt Nam và một số qua bên đây có thể bây giờ rất là thành công. And they try to give you as much as they can. Và họ sẵn sàng cho các bạn tất cả những gì mà họ có. So don't, you don't have to suffer or, or, or be challenging like they did initially. They, want, they love you so they want to provide for you. Để rồi các bạn không thiếu thốn, không gọi là có tất cả những thứ mà cần thiết. But my view and what I've seen is, is the second generation has lost this principle of giving. Nhưng mà trong cái nhìn của chúng tôi là người học Chúa tôi thấy được cái một vài cái nguyên tắc ở trong cái chỗ này. In many ways you become very selfish. Đấy có nhiều lần chúng ta trở nên rất là ích kỷ. You you worry about the things that you have and, and think less about giving to others. Mà chúng ta nghĩ về chính mình mà chúng ta không cần ban cho những người khác không cần. So, so I want to challenge you especially the youth that don't forget that wonderful principle that your parents and your 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 grandparents this 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 culture and this principle of always giving especially to elders. Các bạn đừng quên cái nguyên tắc này, cái nguyên tắc là mình phải ban cho và chính các bạn nhưng mặc dù có nhớ nó rất nhỏ nhưng mà phải nhớ tới cha mẹ, ông bà của mình và cái cái cái, cái nguyên tắc dạy dỗ này, cái món quà mà Chúa muốn dạy ta đây. So that's my challenge to you in love. Đó là cái sự khích lệ của tôi đối với các bạn trong tình thương của Chúa. So he finally comes to the moment where he meet with his brother Esau. Và rồi ông Esa, uh, uh, Jacob đã gặp ông Esau. And you remember he wrestled with God in that famous wrestling match in prayer. Oh, và ông gặp Chúa trên đó và ông, ông vật lộn với Chúa. And we know it's God because Jacob says I see in your face the face of God. Và tôi đã thấy được đức tin ở trong đức tin của bạn. And in his first priority is, is for him to plead with God. He wants God to bless him. Và khi mà tôi đồng nói bây giờ xin ban phước lại cho tôi. But what does God say? Nhưng mà Chúa nói gì? God says, what is your name? Chúa nói tên gì á? Now doesn't God know everything? Không có phải là Chúa biết hết tất cả về 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 Jacob không? God God knows all things. Why would he ask Jacob what his name is? Chúa biết hết tất cả tại sao mà Chúa phải hỏi về tên của Jacob vậy? Why would God ask what is your name and makes him respond? Tại sao Chúa phải hỏi Jacob tên ông tên con là gì để cho cho ông tự trả lời? But you remember what happened? Và Chúa các bạn có biết gì không? Remember that he stole his blessing from his from his blind father. Các bạn còn nhớ là cái câu chuyện ông đã làm ông đã cướp cái 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 quyền trưởng nam của anh của mình. And what did he do? He lied who he was. Tại vì cớ Jacob đã tự lừa dối mình để ông nhận cái phước đó. That's why God asked him to state his name. Đó là lý do tại sao mà Chúa hỏi để cho ông nói cái tên của mình. Friends, when we commit sin, our arrogance and our pride, we embarrass because now it's been exposed. Chúng ta, tiêu thưa quý vị và các bạn, nhiều khi chúng ta cảm thấy xấu hổ về cái những sự gian dối của mình và mình thấy xấu, xấu hổ. Now as he's before the face of God. Nhưng mà trước mặt của Thiên Chúa. And God is saying, I will bless you, but you must answer this question. Ta sẽ ban phước cho con với điều kiện con phải nói cái này. And he's saying, state and what is your name? Và tên của con là gì? We must confess. Chúng ta cần phải ăn năn tội. I confess who we are. Chúng ta phải cần ăn năn mình là ai. God is running and seeking out after you. Chúa chạy đến và Chúa tìm kiếm mình. But our responsibilities we must repent. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta là phải ăn năn ở trước mặt. Chúng. We must acknowledge who we are. Chúng phải thừa nhận mình là ai. That we are a sinner. Chúng ta là tội nhân. But God can forgive. Và Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. But we repent. Chúng ta cần phải ăn năn. So we see that he that's why he built the altar there and and, and worshipped him. At và đó that là lý do tại sao Gia Cốp đã làm một cái bàn của lễ thiêu, bàn lễ, bàn thờ và thờ phượng Chúa. Remember God says, I will make you a great nation ta sẽ làm cho ngươi một dân tộc lớn. nhưng mà con cần phải biết con là ai cả đã. you must acknowledge of who you, are. Friends, if you want, revival, if you want a change in your life. Quý vị và các bạn, quý bạn muốn, quý bạn muốn được phục hưng, các bạn muốn được thay đổi, mình cần phải xác nhận mình. Mình phải thừa nhận và biết được cái lỗi của đời sống mình là như thế nào. Và tiếp tục cái câu chuyện kết kết luận rằng. He finally meets up with his brother Esau. Và ông là gặp lại được người anh của mình là Esau. And you remember the, the way the, the, the scene is portrayed that he's standing at a distance with his family and friends and he's standing back with his family and friends at a distance. Và ông đã gửi những cái sứ giả tới Tết một món quà và ông đứng gặp anh mình xa xa. And as they come approach, I can only imagine this is what the scene looks like. Và tôi có thể tưởng tượng được cái hình ảnh mà hai người họ gặp nhau. As he walks closer and closer and he sees his brother Esau. Và mỗi, 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 càng lúc thì ông bước lại gần 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 hơn để gặp người anh của mình là Esau. He still recognizes him after all these years. Ông sẽ nhớ lại tất cả những điều mà ông đã làm. Probably <laughs> in his heart he's not sure how his brother will, will, will react to him but Có thể trong he lòng ông cũng chưa biết là anh mình sẽ đón tiếp mình như thế nào. Được. But what does the Bible describe? Nhưng mà kinh thánh đã mô tả như thế nào? When they finally meet face to face. Khi mà họ tới mặt đối mặt. Esau runs up to his younger brother. đã chạy tới Jacob. He hugs him and he kisses him. ôm he... em của mình và hôn em của mình. And he weeps. Và khóc. What an amazing and cảm động uh, uh, một cuộc kinh thánh tuyệt vời uh, rất là cảm động cảm động của sự in the short cảm động moving scene right yeah. the brothers are reunited cả hai anh em đã hợp lại với nhau hòa lại với nhau they are reconciled họ đã được anh em đã được hòa giải với nhau friends we can run quý vị và các bạn chúng ta có thể chạy but God always calls us to be reconciled with our brothers nhưng mà Chúa luôn luôn kêu gọi chúng ta phải giải hòa với nhau hòa thuận với nhau youth các bạn trẻ I believe God has raised each of you with the intent to run. Các bạn có thể các bạn chạy nhưng mà Chúa biết. But God always wants you to run back to him. Mà Chúa muốn các bạn phải quay trở lại với Chúa and run to your back to your brothers and sisters. Phải chạy trở lại với bạn bè của mình. Những We người bạn must của mình. have reconciliation with Chúng each ta phải làm hòa lại với những người bạn của mình. God always wants us to run back to him and to each other. Chúa luôn luôn muốn chúng ta phải chạy trở lại với Chúa. For most of you who are younger, you are in the prime of your life. Mấy một số các bạn, một vài các bạn rất là tự hào về mình. You are in a, a time of your life where you can do great things. Những cái lúc mà mình làm những điều to lớn, to tác. You are going to school to become great professionals, doctors, sẽ, sẽ scientists. trở nên những học giả, in. những giáo sư, những vĩ nhân. You have the strength and the energy and the passion and the zeal to do great things. Có những cái khao khát, có những cái ước vọng mãnh liệt. So you must seize this moment. Mà theo đuổi những cái điều đó. But Don't sit idly and don't be passive and don't be a couch potato. Get up and do these things.: You' have been raised to run, các bạn được trưởng lên. So get up, đứng rise lên. up, use the talents and gifts God has given you to run, to run to God and to His kingdom. Hay đứng lên, hay đứng dậy và chạy và chạy đến chúa. And remember this, though, that during your journey in which you're running, to always have communion with your heavenly Father. Và một cái điều quan trọng đó là mình phải chạy đến Chạy đến và chạy đến với Chúa Để có mối liên hệ mật thiết với Ngài you can't run and do it alone. Bởi vì các bạn không thể nào chạy một mình Mà không thể làm một mình được during you run, back And have reconciliation with your brother and your sister. trong hành trình theo Chúa của mình, quý vị phải đứng dậy và chạy. Và chạy trở lại với Chúa và làm hòa lại với anh em của mình. I believe Tôi tin one rằng of the greatest flaws the, history of the church, Một trong những cái điều mà cần thiết cho hội Thánh. Is the failure for us to have reunion with our brothers and sisters. You were called here. Your family was called here. You were called here to be at this church for a reason. Your ministry, your calling, I believe with all my heart you were raised to run, but you're run to this point in your life. Ở đây là cái thời điểm quý vị chạy đến là tiến ừ, người chạy đến và chạy đến trong thời điểm này trở lại với Chúa. So run to God to have with him. chạy đến với Chúa để trở lại có mối liên hệ với Ngài and run back to each other to have reconciliation with our brothers and sisters. Chạy lấy những người bạn của mình trong hội thánh tín hữu với nhau để hòa giải với nhau, hòa thuận với nhau. my prayer for you. Đó là cái điều tôi gửi gắm đến quý vị. my prayer for this church. Đó là sự cầu nguyện của tôi cho hội thánh này cho các bạn. my prayer for the, the whole uh, church in our district here in the United States. Đó là sự cầu nguyện của chúng tôi cho giáo hạt của chúng ta. But also a prayer for the entire church of body of Christ here in the world. Và chúng ta cầu nguyện điều đó cho các hội thánh trong thế giới nữa. Let's pray. Chúng ta cầu nguyện. Father, I thank you for this time. Kính lạy Đức Chúa Trời trong thời điểm này. I thank you for creating every one of us uniquely and differently. Cảm ơn Chúa vì Chúa dựng mỗi người chúng con một cách đặc rất là đặc biệt. And in many ways you are, you create us for us to run. Và Chúa dựng nên chúng con để chúng con có thể theo đuổi cuộc đua cuộc chạy. But when we run, always remember that you want to have a relationship and communion with us wherever we go và chúa ơi khi chúng con chạy chúng con cần phải chạy chạy lên với chúa có mối liên hệ với chúa và hẳn nhiên trong cuộc sống của chúng con có những sự đụng chạm có những cự cọ sát với nhau trong hội thánh và chúa ơi đã nhiều lần chúng con thất bại chúng con phạm tội với chúa và với nhau chúa ơi xin giúp chúng con chạy trở lại với ngài and run back to the body of Christ, which is our brothers and sisters. Chúng con chạy đi chạy trở lại với thân thể của Đấng Christ và làm hòa lại với nhau. We thank you, Jesus, Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn hội thánh. Chúng ta cho mời thầy tới cảm ơn Chúa. Cảm ơn một sư.